đi chưa mà mấy ư đò tới chưa bữa nay 26 rồi đó nha. Bữa nay 26 nha bà bảy ơi. Thay mặt tới đây coi nữa đâm lên hình rồi coi. Cô bảy dầm nao nè mọi người. Chào đồng đạo coi nổi không. Sự bà bảy nó điện bà bảy bà quan hỷ con nó đôi lời nha. Bà bảy thì bà đã sâu duyên cùng Phật, hữu duyên cùng thầy, thì bà đã giác ngộ là người kính được Phật giáo hảo, bà thờ một thờ rất trang nghiêm. Bên cái đó là thân tộc của bà, con cháu bà hiểu sâu Phật pháp. Thưa bà bảy thì thân tứ đại men, thầy nói sao nè, thân thầy xác thể phải còn đau phải không, thì mình cũng phải chịu đau mà thôi. Nhưng điều quan trọng á, bà bảy niệm Phật rất là giỏi nè, được con cháu trợ duyên rất là hay nè, thì đúng là thầy dạy là mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc, hưởng công niệm Phật rất lành. Bây giờ giữ niềm tin nha, kia bỏ mãn cái báo thân này, bỏ thân xác này về cực lạc đó bà bảy. Ồ, quá hay rồi, chào chồng cái chồng có tay đi ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bà bảy cảm nhận thì thân con người mình ai cũng vậy mà thôi, nhưng đủ duyên làm thì bà bảy ta men. Thầy nói thế này nè, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh á, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành để cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ chứ không hồi. Bà bảy nghe là thầy dạy rất rõ phải không, ma quỷ súc sanh chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được trước Phật Di Đà rước cực lạc bà bảy ha. Thì chúng bà thành công mỹ mãn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bảy cái thân này là thân tứ đại, thấy không? Nó đau, nó ráng niệm Phật thôi. Nếu mà cầu phóng sanh, chúc mừng gì coi đây, cầu như tâm hồn kiếp thì mai cũng nên được kéo người Phật ra tiếp theo các bạn đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bảy chắc chắn nha, niệm Phật là chí tâm niệm Phật chắc chắn cũng rước tây phương bảy nha, cố gắng nha. Bao nhiêu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
dân Đức Phật A Di Đà. Thế đừng quay vô không? Con về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật A Di Đà. Con về cực lạc. Nam mô Dạ, chương trình cầu an cho bà Bảy. Thì vừa qua chương trình đã xong, thì chúng tôi mạng phép gửi những điều để chúng ta cần kinh nghiệm lưu ý để làm sao cái lợi lạc cho bà để phước cho mình vậy. Thì thẳng vào chương trình, thì là lời mong vị nghe. Đầu tiên là chúng ta có thể sắp xếp tiếp khách á. Khi bà con đến thăm bà, mình tạm thời mà mời uống nước bên ngoài đi, mình dễ để dễ đổ lớn. Nên tâm nguyện của mẹ bà thôi, để yên tâm niệm Phật. Bà con bán đến thăm thì tôi rất cảm ơn, mời uống nước. Cái thăm hóa thăm gì đó, mình thông báo dễ hơn. Cái thí dụ này nè, đa phần đấy, bà biết con không, ăn được không, uống được không. Thao nước đang trong một quậy đục, chủ lắm. Tâm của bà lúc này yếu lắm, mà niệm Phật, mà đang niệm Phật người khác khỏi thế giới là khó lắm. Thì mọi người quan hệ nha. Đầu tiên chúng ta phải xử lý điều đó để tiếp khách bên ngoài. Cảm ơn ta nhân dân thì dây lát ta cũng về thôi. Thì tiếp theo thì bạn phép lưu ý các vị, thì qua chương trình hội điểm đó, thì đây là những điều chúng ta nên làm nè. Ví dụ như cái quạt này mở phải không, thì bà thấy là bị đuối đó, gọi là sao, là tắt hơi đó. Đây nè, thường thường vậy đó. Cái quạt mình tắt trước đây cũng là hay lắm. Thì những cái quạt mà chung quanh nó không hướng về bà ha, thì chuẩn bị trà mình có sẵn rồi, sắp vô khoảng 10 dĩa, 12 dĩa cũng được. Để gì? Trà nó hay lắm á. Nó rút cái hơi đó, ví dụ mà cái trong hơi cái người mà gọi là chữ hơi, cái chữ khí đó nó ra thì nó rút vô trà nó tốt lắm ha. Đồng thời bốn đèn luôn gốc ha. Tiếp theo nữa là khi mà đuối đó, có bao nhiêu tập trung niệm Phật bấy nhiêu ha. Và khi mà nếu có bao niệm trực tiếp đây thì nó rất tiện. Nếu không á thì cử một người ra gọi điện thoại bao niệm ha. Tập trung lại. Đây không phải cấm khóc đâu, dần được không được thì ra ngoài xa đi. Khóc cho thỏa mãn trở vô. Vì thế đó, thầy nói nè, tan gia đừng nên khóc lóc làm trở ngại sự siêu thoát này chứ. Cái điều trở ngại vô cùng ha. Khóc là thương và thương hại đó. Thương bà như Phật nó tốt vậy. Do đó điều bao mang gì lưu ý. Và khi mà bà đi người lâm chung đó, tắt thở để nằm trạng thái tay chân co. Cái thể mà khi mà chưa tắt thở đó, thì muốn sửa đó, thì thông báo sửa cho bà ngay ngắn vậy là dân sửa nhẹ nhàng thôi. Còn nếu không cần, không cần sửa nằm tay để sao chịu cái đó, chuyên co sao để nó giữ làm sao được lọt giường được rồi. Tại sao như vậy? Bởi vì mà lúc lâm chung các vị ơi, điều này nè, các vị nhiều kinh nghiệm ta lấy cái gì tổ của đức nói đó, cái người sắp lâm chung nha, đụng tới đau con cua thì cho nó sâu nhất như con rùa mà lọt sống vậy đó. Cái khoa học thôi, tắt thở chứ tế bào máu đâu có đâu đặc biệt phải không, đụng tới đau nhất lắm tinh hồn chuyện của mình. Mà nếu mình đụng đau rồi hen, sân hận rồi dễ gọi đi ngục lắm đó. Thì lưu ý đi, quan trọng hộ niệm cho bà là tốt nhất. Và nếu mà thí dụ giờ hộ niệm mà thông thường em 8 tiếng, 10 tiếng, 12, 14, 16, có những còn 24 tiếng hồ luôn nữa. Nếu mà nghe kết quả đang ta chưa định dũng luôn, lại mình có 4 nữa. Cái gì mà ta mình đỡ lên gì không? Nếu cái tay mọi người mà kết quả đỡ, bỏ lại xuống xuống ở vậy nè. Thì ta chưa sửa rất dễ dàng. Còn nếu được không được, không kết quả, có cách là khăn á, bà ấm ấm nó như nóng á, ấm vô mình ớt vô khoảng 30 phút mình kéo được rồi. Nhưng nhớ nha, phút kéo tay chân co á, không phải tự nhiên kéo ra đâu á, có kinh nghiệm ấp ấm nắm mình rồi nắm tay nhặt vô trước thì nhặt nhanh nhẹ kéo nó ra từ từ thôi, chứ phải kéo ầu mà ra được đâu. Có những người mà khi mà như mấy đứa cháu ở trong mà đóng con của chú Văn đó, tai nạn ở Bình Dương đem về nhà 23 tiếng đồng hồ để trong cái phòng lạnh đem nhà đầu heo. Cái tay nó coi vậy nè, vẫn khác được như thường thôi. Đang tâm nhé, người ta chuyên bà chịu coi sao sao cứ để gì niệm Phật là tốt nhất ha. Rồi hai nữa, không nên đụng chạm cái giường này. Mình lưu ý mình có cục chải rồi phải không,
chứ dù mình ngừa thôi, nhà mình sạch rồi nhưng mình ngừa sợ khi có mấy giờ kiến lại bắt hơi bắt tiện ha. Thì bên cạnh đó thì tiếp theo cái gì lưu ý nè, thì cái phần nếu mình gọi cho người thân hay phải không, cái người nào biết hộ niệm á thì cho đến hay, nếu như mình còn không thì sao đừng nên cho hay sớm, cho sớm họ lại rối ren như là nằm coi như tại sao mà bà tôi gì vậy mà không sửa tay trước tiên lại, động tâm người cho Phật rối lắm các vị ơi. Thương bà thì nào biết hộ niệm á thì nhà mời cho hay trước, không thì đi qua mình ít chút 8 tiếng hộ hay sao không muộn màng gì đâu ha. Thì tiếp theo thì quý mà vậy mình cũng không nên để bông vào miệng, tại sao cái miệng há gì biết không, mà có thở vào miệng thở tiếp, tắt thở miệng hả thôi, như đặc biệt hộ niệm á nếu mà chuyển được ha, có nhiều người chuyển nhanh á, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng hộ miệng hết bên thôi, mắt không gì nữa, cái bên nào không có sữa mà nó hết lại à, thì đó là dục miệng hả, cũng không nhét bông vào miệng, cũng không nên nghe nó để vàng để tiền cho gạo nếp cho nhân cho con dâu ăn cá, không có điều không nên để vậy, điều đó không nên làm à. Và đồng thời cái thông thường sao vàng nãy chúa trên bụng thì điều không nên làm luôn, không những không vàng nãy chúa bất cứ như gì để không đụng cái thân nữa mà vàng trở ngại lắm em đó. Và đặc biệt điều nè, gia đình mình chắc ổn định phải không, khi mà hữu sự rồi đó chừng sớm tới đi buộc lòng sao mày phải dọn bàn mở nước trà nước, mà không khéo á cao hứng á dọn tiệc nhậu luôn, buồn quá nhậu đó buồn, điều này đặc biệt phong niệm tuyệt đối là không nên bài tiệc nhậu, ai muốn qua nay dân dân nghĩ ra mình đang nghĩ họ đi hôm nay hữu sự mẹ bà tôi mong làm sao cho để bà được siêu thoát, thì bây giờ quan hỷ đi khi hữu sự xong rồi có điều kiện á đi nhà hàng đái của tôi đó, đặc biệt tuyệt đối lúc phong niệm không nên dọn bàn tiệc nhậu nha. Rồi quý vị lưu ý nè, lúc hộ niệm á thì quý vị nghe theo quan hướng dẫn đây đây, chỉ biết tinh thần thiện nguyện bà sâu duyên nè, hỏi các vị nghe, người thân mình cứ nhiều qua đời rồi bên nội bên ngoại đó, bà bao nhiêu thể duyên của bà đó, đáng nghĩ cái tròn duyên của bà tốt thì chúng ta cũng không nên coi giờ niệm lễ thế gian này các vị ơi, 1000 năm nô lệ dập tàu, 100 năm đồ hộ dập tay rồi 30 mộng chuyến từng ngày nữa, không ảnh hưởng phụ cùng chân lót đầu mình mới tính gì đâu rất là nặng à, điều kiện hôm nay Phật dạy rồi mình không nghe đó thì nên mình thúc thủ thôi à, thành ra cái lúc hộ niệm khi nào mà trả ca rồi đó bao nhiêu tiêu bố giờ này là đã kết thúc xong thì vì lúc đó đó muốn coi ngày giờ cũng được, và đặc biệt đó lúc hộ niệm đó chưa xong cao niệm cũng đừng nên nhắc hàng xóm giờ đi phương tiện giao thông rất tốt không, alo cứu hộ sao tới rồi à, thành ra đem hàng xóm đi vậy, tóm lại đem đến giao động thì bưng từ la đem đi à, hàng để đâu đâu niệm để làm giao động người như Phật đó phải không, điều đó này thì không nên, chuyện đó thì đáng sẽ chép lại. Và đặc biệt nè, dù trong lúc bà chưa ra đi nè, các vị thương bà đến niệm Phật là tốt, đừng nên nói chuyện ngay cho lúc này, cái chuyện mình cần cứ ra ngoài mình bàn à, điều đó không nói chuyện, bởi vì ở đây nói chuyện ở đây á thì bà nghe bà sao động động tâm mình ngủ lắm nghe không à, dù bà chưa ra đi ở đây được mấy người niệm Phật mấy người, điều đó không nói chuyện à, và có thể điện thoại mà tắt nguồn tổn thương nhân dân đó, điều mong gì cố gắng ra điều đó nè, cái điều này nghe lưu ý nè, Phật dạy rằng á dù khuấy đục nước trăm dòng sông nhẹ tạo hơn động tâm nguyện niệm Phật, vừa đang niệm Phật cho bà vào thời niệm Phật phải không nè, mình bực cứ nhớ chuyện nghĩa nói thì người bên kia thành niệm Phật ta thấy phân tâm rồi anh không nghe phải không, thì đó là lỗ hổng lắm nha, nói chuyện không cấm có thể mình khiều nhau ra ngoài nói chuyện thoải mái cả vô nè. Rồi và điều lưu ý nè, thì khi mà đau niệm đó có nhiều người nóng lòng tại sao khi ngộ đời không đặt vào nhau phút cơm thì không cần thiết lắm các vị ơi, đây không phải mình bỏ hộ niệm xong ca rồi đặt vào nhau phút cơm không ngộ, chứ đang mà hộ niệm nè đặt vào nhau phút cơm thì sao nữa, đặt có để hương thì lại giấy ba ba vợ sự thì nó không hay lắm thấy không, những người này mười mấy ngày có ăn gì đâu rồi chẳng lẽ rồi chết mình sao đói, điều đó quan trọng mình cúng kiến là phải cúng chứ, nhưng mà quan trọng cúng xong cơm thì em nha. Rồi giờ đặc biệt là chương trình cúng lễ tao lễ cho bà gì hiểu rõ phải không, thời gian con cầu ăn nè anh em nhắc quý gia trong người coi thì khóa quan thực hiện tốt phải không, như thế nào ở xa đó trụ điện đó, và bây giờ anh đang cầu ăn cho mẹ cho bà thì cái em ở xa cũng ráng ăn chay để hưởng cho bà ha, như thế mình đã năn nỉ quan gia cái chủ khóc rồi giật á, ai mà có ai mà không sẽ giết đâu, để năn nỉ họ rồi bây giờ năn nỉ là năn nỉ mà giết cũng giết được cũng như không phải không à, thì mình cố gắng là điều đó, nhưng mà tiếp theo thì cái chương trình mà tăng lễ cho bà đó dễ cố gắng này
thì cúng chay để chay và tất cả anh ơi chay tốt rồi, nhưng trong bể thấp đó có thể con cháu ăn chay 49 ngày tốt hoặc nhượng nữa ha, thì càng hay ra. Và cái xong rồi cái nếu có điều kiện đó mình bố thí phóng sanh để tạo phước lành cho bà thì đó là điều tốt, thì khả năng thì trở lại. Thưa các vị, chương trình mình niệm Phật đây nè, một cái đồng đạo mình hiểu lạ lắm, thể đạo lý tầm sâu không chẳng cạn, mình cũng hiểu người khác cũng hiểu, nhưng mình hiểu trong vòng tu học mà hiểu mình rất hạn hẹp. Nhưng đáng tiếc thay, đem hạn hẹp mình dẹp hết người khác trở lại mà mình cầu an niệm Phật nè, thấy nói thầy có dạy đâu, nhưng trở lại đồng đạo quên đi. Thầy dạy sao? Làm hết các việc từ thiện để duyên niệm Phật nè. Cho bài thiện hay ác, thiện thì làm đi, chỗ nào như đơn giản chấp dân tự thua. Đến nhà tôi thì mời dân cơm, chẳng lẽ dân cơm tôi bị đắp đoạn tôi vuốt đổ vậy? Đâu phải, mời ăn cơm trên mâm bàn thấy người thích nghi cứ ăn. Thầy dạy nè, mau nè, ở Tây Phương chư Phật bóng trong, chợ thánh chủ như Phật tôi còn bệnh gì nè, đồng đạo mình thương cho một cha nè, thân trọng có nhiều đó như Phật đều đúng là thầy dạy phải không? Cứu khổ Nam Mô vô lượng gì? Vô lượng phước. Hôm nay chúng tôi mạng phép gửi gia đình nha, thì cái thông lệ thế gian các vị, người thân mà nằm những bệnh già nè, tùy theo duyên của mỗi người lâu một mau phải không, nhưng mà không khéo lắm mỏi mòn quá rồi, vì cuộc sống kinh tế dân dân và dân dân mỏi mòn quá, cái trong tư tưởng mình thôi mong làm sao cho người thân mình ra đi sớm kìa, đổ nặng lắm các vị, điều không nên. Mà tôi thấy cái người mà mong cho người thân đi sớm đi, trái lại không đi sớm một cái dài gian nhiêu nữa, và tại vì trong tư tưởng mình á đó là điều không nên. Nhưng điều này hay nè, thương cho bà mình tuy tuổi già suy yếu nhưng còn cái một ngày niệm Phật thêm công đức một ngày, còn một giờ niệm công Phật công đức một giờ, một phút niệm công một phút, tinh thần có hiếu như vậy á thì rất là cao thượng. Còn ngược lại á thì tâm lý xã hội á, dân dân và dân điều đó không nên. Chưa thì hồi điểm này nè, tôi từng nghe mà trên giảng viên á đồng đạo mình nói rằng chương trình hộ niệm không có trong Phật giáo hảo, thì có con lúc rất đau lòng các vị. Đáng tiếc thay cho người phát ngôn như vậy, bởi vì bán cú phi ngôn ngộ tổ mình sanh chi đức, cứ như đàn đâu phải là hay đâu, nữa còn với tổ đức trời đây chứng minh nè. Đời Phật thầy đang ngày giải thế nào hỏi các vị mình nghe, tín đồ Phật giáo hả mình có kính trọng là Phật thầy đang không? Không kính trọng sao được, sao từ Phật thầy Thế An đến Đức Phật Trùm, đến Đức Tổ Sư, đến Đức Sư Giả, đến Thầy mình rồi chuyển kiếp mà, phải không? Hiện nay Phật thầy đa thầy mà một thôi. Thầy có thể nói sao? Cái quyển mà chỉ là bút tích các vị, đi coi mà trang 107 ha. Đoạn này ngài nói nè, ta nhắm mắt, anh em để ý, có câu rằng sanh ký tử huy, đừng có nên đổ lệ ly bì, người tu niệm phải truy cho biết, người đổ lệ gọi rằng thương tiếc, ấy là điều trái thuyết siêu sanh. Vì khóc than nghiệp quả chưa rành, còn dương giống vãng sanh chưa được, dầu người thác đủ tròn hạnh phúc cũng ngập ngừng măng ngăn bước được lên, khuyên bá gia truyền nói rộng nền, đồng hộ niệm đưa lên quả thọ, ta tháng 8 12 giờ ngọ, năm bến thịnh hương thọ đầu tiên, Phật thầy đang giao cái bẩn biểu sơn cho Đức Có Quảng, cho còn dặn dò như vậy nữa, Phật thầy không đủ siêu thoát không như các bạn hay sao? Đồng đại yên tâm đi chỗ này nè, năm bính thìn hưởng thọ đăng tiên, đăng tiền đăng đàn á, trở lại như tiên mà trước, trở về cái nhíu tiếp bằng của Phật, chứ phải thành tiên đâu. Đồng đạo mình không hiểu cái chữ này trong đăng tiên thì bỏ đi, không phải đâu, thành tiên thì khác, đăng tiên mà trở ngô xưa thì của ngoài là có Phật lần. Thành ra mong đồng đạo mình an tâm, ai bài bác sao chuyện của họ, mình thấy họ niệm đây nè đúng lời Phật thầy đang dạy, đồng ý đúng thầy dạy nè, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đứng phải sự giác minh lý, phải không? Chứ không bác hồ niệm cái là thầy dạy luôn, thầy nói sao nữa, bằng mọi biện pháp làm thế này đem lại phước lợi cho sanh thì mình làm, ai bài bác chuyện của ta, người ta bác mình đáng thương họ đó, mình làm đúng thầy dạy, ta bác đúng cái thầy nữa, phải không? Ta đáng thương họ nhưng mà họ lúc nào cũng thấy mình là ngon, liệu xét kỹ lại thì chúng tôi khẳng định rằng hộ niệm trong cầu an niệm Phật đúng lời Phật được thầy dạy, lúc lâm chung hộ niệm đúng lời Phật được thầy dạy, cái phước cho mình. Thưa các vị, ủng hộ cho một người vãng sanh rồi bà lão ăn vãng sanh được cái mình ủng hộ phước vô lượng á, không? Mà các ngài đó nói tôi có đời lắm, sao thì hôm nay thì trong gia đình thưa mẹ thưa bà tạo phước cho mình sẽ phá ăn chay nha. Thì đây tới ngày mãn như lời của bà, và đồng thời khi có thời gian bút ký ngày càng hay nữa nha. Thôi thì cái chương trình mà để mà trợ duyên cho bà lúc mà cầu an niệm Phật cũng là rất là vi diệu,
thì bên cạnh đó khi mà mãn lời nữa đó điều rất hay, còn ta không làm chuyện của người ta, mình thương người thân mình làm thì người ta bài bác ta nói sao giúp đời cho giúp cổ phải không, giúp chỗ giúp cơm đâu, mấy ông có bác mà lại niệm Phật cho tôi lại đâu luôn nè, phải không? Mà trái lại mình niệm Phật vô lương phước mà không làm cái bác thôi chẳng gì, do duyên nghiệp các vị ơi, quan gia trái chủ duyên nhân vậy duyên chân hôm nay thì mong đồng đạo mình hiểu đúng lời thầy dạy, niệm Phật có phước cho bà, niệm Phật phước cho mình, và quan trọng là chương trình hộ niệm gọi là quan gia trái chủ đó, thầy nói sao đàn ông tu niệm nhớ nghe đây, con vợ quan gia đỏ lửa gây đó nha, lao khổ nếm rồi thôi ráng trả nhọc nhằn được biết chứ thêm gây, đường đời đã khổ cần nên lắm từ đạo sớm giờ quả khỏi đây, muốn đặng công thành nên chế quả, mau chân vợ bước ráng theo thầy, thầy dạy mà hộ niệm cứ làm, ai mà bác chuyện họ ha. Thì một lần nữa thì giờ thời gian phút rồi, chúng tôi chân thành biết các vị đây là chương trình của bà nè, rút nghiệm của bà nè, áp dụng gia đình mình dân những nhà dân dân rồi đây, còn nhiều người qua đời nữa phải làm sao, phải không? À, làm đúng người thầy dạy rồi tốt vậy. Thì một lần nữa thì mong gia đình chuyển niềm tin, một cái thì coi như là trở lại mình tiếp khách mà như dặn dò kỹ không, mời bà con nước gia đình mình thì nói tâm nguyện mẹ bà tôi mình yên tâm mình niệm Phật có chắc mình đâu à, chứ để không khéo vô bà biết tôi không ăn không nhân dân nữa rồi cho ai lắm ha. À, giờ lần nữa em nhớ em khi cho người thân hay mà khi bà hữu sự đó thì là biết niệm Phật không niệm cho hay không biết thì sao nó hay, hoặc khi khác lại không giữ họ lỗ tay chiên co bây giờ họ cũng ăn thưởng mình rồi à, tôi đã từng gặp rồi à, họ không ra làm giữ họ chửi luôn nữa, nhưng chẳng nghe gì họ nó chửi mình chuyện bình thường, chẳng qua mình để bỏ cái người ta đi đây ai hỗ trợ đây thì mình nghĩ gì đáng dằn lòng lại ai trách móc mình đáng chịu ha. À, thì quan trọng là để hỗ trợ cho bà siêu thoát được phước rồi, thì mong việc thực hiện đúng như chúng ta mang phép mới biết được như vậy, còn như hiểu gì thêm nữa đó thì bây giờ thấy làm thêm, còn thí dụ như chưa qua một số điện vậy thì tại sao phải làm như vậy giải thích thêm ai, còn đây thời gian không có thì giờ nếu mà hiểu là tốt rồi. Thì chân thành cảm ơn các vị, chúc dự luôn được nhiều sức khỏe, nam mô đạo Phật. Có đọc bài thơ và gì sao? Thôi đi, lúc này chưa có thơ đầu dưới đây. Mô, gì đọc Phật, cảm ơn bác Sáu. Có đá như Phật được không? Đá như Phật nghe, rồi hướng đi, rồi tiếp tục vô ca như Phật nữa. Mẹ nuôi con thiết tha chẳng nệ, Phật độ người không kể công lao, hai tâm hồn dắt chống nhau.